sẽ giải quyết câu hỏi có nội dung như sau. Cho AB là các số thực dương túy A khác 1. Loga cơ số A mũ 5 của AB bằng bao nhiêu? Một câu hỏi rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần thuộc công thức là xong. Và với câu hỏi này, nếu chúng ta thuộc công thức thì không cần hạ bút. Đúng không? quan sát nhanh chóng chúng ta thấy nhẩm nhanh cái này 1/5 ra ngoài cái này tổng thành tích như vậy nó là 1/5 nhân với loga cơ số a của b cộng 1 Đấy. và phương án trả lời chính là phương án b không cần hạ bút chúng ta cũng đã ra được kết quả đúng không rất nhẹ nhàng nhé thì ở đây thì bạn nào mà chưa thuộc công thức còn yếu vấn đề này thì thầy nhắc như sau chúng ta dựa vào hai công thức Công thức thứ nhất là loga cơ số a mũ alpha của b thì bằng 1 chia alpha nhân với loga cơ số a của b. Thầy bỏ qua các điều kiện. Cái thứ hai, loga của một tích, loga cơ số a của b nhân c thì sẽ trở thành tổng hai loga cùng cơ số, tức là loga cơ số a của b cộng với loga cơ số a của c. Với hai công thức cơ bản này nhé. Thì thì áp dụng vào đây. Đấy. 5 này đóng vai trò là alpha Thế thì cái này nó sẽ bằng Alpha bằng 5 như vậy chúng ta có là 1 phần 5 Nhân với loga cơ số A của A nhân B Thầy cứ biến đổi thật từ từ để các em nắm được công thức nha Rồi đấy Tiếp theo chúng ta lại sử dụng công thức loga của một tích này Thì nó sẽ bằng 1 phần 5 nhân với mở ngoặc loga cơ số a của a cộng với loga cơ số a của b được chưa và loga cơ số a của a thì cái này các em đã biết công thức này thì ai cũng biết hai cái này giống nhau thì loga của nó bằng một như vậy nó bằng 1 phần năm nhân với mở ngoặc một cộng loga cơ số a của b nó chính là phương án b đây nha rất đơn giản như vậy thôi đấy Thế thì bạn nào mà chưa nắm được công thức thì thấy nhắc lại như vậy còn thầy tin là đại đa số chúng ta chỉ cần nhìn vào đây là chúng ta đã biết nó là phương án nào mà không cần phải hạ bút. Rất đơn giản như vậy. Được chưa? Chúng ta kết thúc câu hỏi này. Tiếp theo, chúng ta giải quyết câu hỏi sau đây. Từ một nhóm học sinh gồm 3 nam và 5 nữ, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh trong đó có 2 nam và 4 nữ? đây là một cái bài toán liên quan đến tổ hợp rất nhẹ nhàng đúng không vừa là kiến thức tổ hợp vừa là kiến thức về quy tắc cộng quy tắc nhân trong sách giáo khoa à, cái cách chọn ở đây chúng ta được thực hiện theo hai hành động liên tiếp một hành động chọn hai học sinh nam và một hành động chọn bốn học sinh nữ và theo quy tắc nhân thì chúng ta chỉ việc áp dụng nhân nó lại rất đơn giản số cách chọn hai học sinh nam là bao nhiêu? Từ 3 học sinh nam chọn ra hai học sinh chúng ta có C23 cách chọn. Thế còn số cách chọn 4 học sinh nữ là bao nhiêu? Từ 5 học sinh nữ chúng ta chọn ra 4 học sinh nữ, như vậy chúng ta có C45 cách chọn. Rồi. Và kết quả của chúng ta phải thực hiện phép nhân, nhớ là nhân nhá, đừng nhầm với cộng nhá. Đấy. Nhân nó lại thì C23 x C45 kết quả là bằng 15 Đấy Cái này bằng 3, cái này bằng 5 3 x 5 là 15 Và phương án lựa chọn ở đây chính là phương án A Thế thôi Rất đơn giản như vậy Được chưa Kết thúc câu hỏi này Chúng ta giải quyết câu hỏi có nội dung như sau cho cái hàm số bậc 3 có đồ thị là đường cong trong hình bên. Đây, đồ thị đây. Số nghiệm thực của phương trình FX-3 bằng 0 là bao nhiêu? Một câu hỏi cũng rất nhẹ nhàng đúng không? Không cần hạ bút, chúng ta cũng biết ngay. Đọc xong đề cái biết ngay. Đúng không? Quan sát cái hình này cái biết ngay. Số nghiệm của phương trình FX-3 bằng 0 chính là phương án B. Tại sao như vậy? Chúng ta biết rồi Cái phương trình fx-3 bằng 0 Sẽ tương đương với phương trình Là fx bằng 3 Đấy Tương đương nha chuyển bé mà Số nghiệm của phương trình fx-3 bằng 0 Chính là số nghiệm của phương trình fx bằng 3 Mà số nghiệm của phương trình Fx bằng 3 Thì đúng bằng số giao điểm Của đường thẳng y bằng 3 Với đồ thị y bằng fx Đồ thị y bằng fx đây rồi Đường thẳng y bằng 3 đâu Đường thẳng y bằng 3 là đường thẳng song song với trục hành Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 Đây, đây là đường y bằng 3 Đấy, y 3 nha Và các em thấy cái đường y bằng 3 này Nó cắt đồ thị y bằng fx tại hai điểm Đây một điểm này Đây một điểm này Đấy, Số nghiệm của phương trình Fx bằng 3 đúng bằng số giao điểm của đường thẳng Y bằng 3 với đồ thị Y bằng Fx. Ta thấy hai anh này cắt nhau tại hai điểm, chứng tỏ phương trình Fx bằng 3, tức là phương trình Fx 3 bằng 0 có hai nghiệm. Phương án lựa chọn là phương án B. Thế thôi. Đúng không? Kiến thức cơ bản. Không cần hạ bút cũng tìm ngay được phương án đúng. Nha. Như vậy thầy giải thích rất rõ rồi. Chúng ta kết thúc câu hỏi này tại đây. Câu hỏi tiếp theo với nội dung như sau Điểm đối xứng của điểm A có tọa độ 2, 5, âm 1 qua trục OZ là điểm nào? Hai. Thế thì nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ bản chất thì chúng ta có thể vẽ hình để nhìn tư duy ra ngay Nhưng mà thầy dạy các em cái cách tư duy rất đơn giản như sau Muốn tìm tọa độ điểm đối xứng với điểm A qua trục OZ Thì các em chỉ việc giữ nguyên cao độ giữ nguyên cao độ nhé Đối xứng qua OZ thì giữ nguyên cao độ Còn hoành độ và tung độ các em lấy ngược dấu Như vậy điểm A đối xứng qua trục OZ này Thì hoành độ ngược dấu là âm 2 này Tung độ ngược dấu là âm 5 này Cao độ giữ nguyên này Như vậy nó là âm 2 âm 5 1 À âm 2 âm 5 âm 1 Cao độ giữ nguyên mà Vậy nó phải là phương án A Đấy Xin nhắc lại để xác định tọa độ điểm đối xứng với điểm A qua trục OZ thì cao độ giữ nguyên. Hoành độ và tung độ lấy ngược dấu. Đây là 2 thì đối xứng sẽ là âm 2. Đây là 5 thì đối xứng là âm 5. Như vậy điểm đối xứng với điểm A qua trục OZ là âm 2, âm 5, âm 1. Phương án nào? Thế thôi. Nhanh nhất đúng không? Và ở đây mở rộng thêm. Nếu đề thi người ta hỏi đối xứng qua OI thì các em làm thế nào? Nếu cái điểm A này đối đối xứng qua trục OI thì em chỉ việc giữ nguyên cái tung độ lại. Còn hoành độ và cao độ em lấy ngược dấu, tức là trái dấu. Nếu đối xứng qua OI thì nó sẽ là âm 2, 5, âm 1. Tương tự như thế, nếu đối xứng qua OX thì cái hoành độ giữ nguyên, còn tung độ và cao độ em lấy trái dấu. Thế thôi, đấy là cái cách giải quyết rất là nhanh. Được chưa nhỉ? để kết thúc câu hỏi này. Bây giờ chúng ta giải quyết câu hỏi sau. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được 3 số lẻ bằng bao nhiêu? Đấy. À, Một câu hỏi về xác suất với mức độ là 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 thông hiểu thôi, rất đơn giản thôi, đúng không? Quy trình giải bài toán xác suất thì không nói lại nữa nha. Yeah không nói lại nữa. Chúng ta phải tính N omega, chúng ta tính NA rồi xác suất sẽ bằng NA trên N omega. Đúng không? Và trong cái khóa BC thì thầy cũng đã nói là khi giải quyết một bài toán xác suất chúng ta phải xác định xem phép thử là gì. Tính số kết quả xảy ra của phép thử. Đấy. Số kết quả xảy ra của phép thử chính là N omega đấy. Sau đó chúng ta gọi A là biến cố cần tính xác suất. Tính NA, tức là tính số phần tử của A khi đó xác suất PA bằng NA trên N omega. Phải thuộc lòng lý thuyết như bạn. Nhá. Bây giờ xem nào. Phép thử ở đây là gì? Phép thử ở đây là gì? Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập hợp gồm 19 số. Đúng không? Từ 19 số chọn ra 3 số chúng ta có bao nhiêu cách chọn? Chúng ta có C 3 19 cách chọn 3 số từ 19 số. Nhá. Cái này chính là n omega đây. Đây là số cách chọn 3 số từ 19 số. Rồi. Bây giờ chúng ta gọi a là biến cố chọn được 3 chữ số lẻ, vậy thì NA bằng bao nhiêu? NA bằng bao nhiêu? Tính NA tức là tính số cách chọn ra 3 chữ số lẻ. Các em chú ý cho thầy. 10 tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên tức là 1 2 3 4 5 6 7 8 chấm chấm cho đến 19. Như vậy sẽ có 10 số lẻ và 9 số chẵn. Từ 1 đến 19 thì có 10 số lẻ, 9 số chẵn, các em tự kiểm tra nha. Tiếp biệt từ 10 số lẻ tôi chọn ra 3 số lẻ. Như vậy tôi có C30. c 30 Đấy. Cái này chính là NA. Nha. Thầy nhắc lại là C319 thầy ghi vào đây để cho mọi người hiểu này. Đây là số cách chọn ra 3 số từ 19 số. Được chưa? Thế còn C310 là số cách chọn ra 3 số lẻ từ 10 số lẻ. Tập hợp 19 chữ số nguyên dương đầu tiên, tức là từ 1 đến 19 thì gồm 10 số lẻ và 9 số chẵn. Thế bây giờ từ 10 số lẻ tôi lấy ra 3 số. Như vậy tôi có C30 cách lấy. Được chưa? Vậy, xác suất P ở đây sẽ bằng NA chia N omega. Đấy, giải thích thôi, còn đi thi thì viết này làm gì? Nó chính bằng C30 chia cho C319. Và kết quả này sẽ bằng 40 phần 323. Phương án lựa chọn ở đây là phương án A. Thế thôi. Xong, không có gì. Đúng không? Kết thúc câu hỏi này nha. Chúng ta giải quyết câu hỏi sau đây. Trong không gian OXYZ cho 3 điểm A có tọa độ 111, 1, 1, B có tọa độ 012, C có tọa độ 2, 1; 214. Đường thẳng D đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC có phương trình là chọn một trong bốn phương án. Đây là một cái câu hỏi rất cơ bản và cũng rất quen thuộc, đúng không? Có hai cách xử lý. Một là em viết trực tiếp phương trình đường thẳng D đi qua song song với BC. Sau đó quy chiếu xem nó trùng với phương án nào trong bốn phương án này để chúng ta chọn. Còn cái cách thứ hai là chúng ta sẽ xác định vector chỉ phương để soi vào các phương án. Đúng không? Thế thì các em để ý nhé. Cái đường thẳng D song song với đường BC cho nên nó sẽ có vector chỉ phương chính là vector BC. Đúng không? Vector BC là bao nhiêu? Đây thầy mô tả luôn để các em biết này. Đây là B này. Đây là C này nhá. Bây giờ cái đường thẳng D song song với lại đường BC cho nên nó có vectơ chỉ phương chính là vectơ BC. Hoặc là vectơ CB chiều ngược lại. Được chưa? Thế thì nếu mà hiểu như thế này rồi thì câu hỏi này chúng ta cũng không cần phải hạ bút đâu. Chưa chắc đã phải hạ bút. Chúng ta sẽ tìm ngay được phương án đúng. Ta tính vectơ chỉ phương BC. BC thì lấy C trừ B như vậy là âm 2 không hai âm hai không hai giả nước đi còn âm một không một hoặc là một không âm một thế quan sát vào đây trong bốn phương án này chỉ có một phương án a đó là vectơ chỉ phương là một không âm một đúng không? đấy vậy thì không cần dùng đến điểm đi qua chọn ngay được phương án a nha đấy đây này, viết lại là vector BC này. Vector BC các em để ý lấy C trừ B là âm 2. 1 trừ 1 còn 0. 4 trừ đi 2 còn 2. Vector này sẽ cùng phương với vector. Cùng phương với vector giảm bước đi. Thì như vậy là âm 1, 0, 1. Hoặc là vector này cùng phương với vector 1, 0, âm 1 cũng thế. Đấy. Đây là vector chỉ phương của đường thẳng D Được chưa? Thế thì đây, ở phương án A này Vector chỉ phương này 1, 0, âm 1 Mà muốn cho chắc nữa thì kiểm tra điểm đi qua Điểm đi qua A1 Đi qua A1, 1 1, 1, 1, Thế đây điểm đi qua 1, 1, 1 Đương nhiên phương án A rồi Rất đơn giản đúng không? Không cần phải viết rõ phương trình Thế còn cái cách viết rõ phương trình thì thầy đã nói lúc đầu rồi Các bạn có thể áp dụng công thức các bạn viết hẳn ra Rồi quy chiếu được chưa? Thế thôi. Câu hỏi rất đơn giản, cơ bản và quen thuộc rồi. Nói như thế là rất rõ ràng rồi. Chúng ta kết thúc câu hỏi này. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Cho cấp số nhân UN có số hạng U1 bằng 6, công bội q bằng 2. Số hạng thứ tư của cấp số nhân đó bằng bao nhiêu? Cũng rất quen thuộc. Đúng không? Khá quen thuộc rồi. Ngấm vào máu rồi đấy. Thế thì để xác định được số hạng thứ tư trong cấp số nhân thì các em chỉ cần nhớ công thức tổng quát thôi. Số hạng thứ n trong cấp số nhân tức là UN sẽ được tính bằng U1 nhân với Q mũ n 1. U1 là số hạng đầu tiên, Q là công bội. Đấy. n là số số hạng. Thế thì ở đây người ta bắt tính số hạng thứ tư tức là n bằng 4 thì các em có U4 sẽ bằng U1 nhân với lại Q mũ 3 1 đúng không? U1 ở đây là bằng người ta cho bằng 6. Cứ viết rõ này. bằng U1 này nhân với Q mũ 4 1 còn 3 này. Và bằng này, U1 cho bằng 6. Q cho bằng 2. 2 mũ 3 là 8. 6, 8 48. Như vậy số hạng thứ 4 bằng 48. Phương án lựa chọn của chúng ta là phương án D. Thế thôi, rất đơn giản. Nha, không có gì cả. Đấy kết thúc câu hỏi này. Chúng ta giải quyết câu hỏi sau đây. Cho hai số phức Z1 bằng 3 trừ 4 i Z2 bằng 5 cộng 3 i Số phức Z2 trừ Z1 bằng bao nhiêu? Cho đến giờ phút này thì việc cộng hai số phức hoặc trừ hai số phức thì chúng ta đã quá nhuẩn nhuyễn rồi, đúng không? Nha, không phải nhắc lý thuyết nữa nha. Thế bây giờ Z2 trừ Z1 nhẩm nhanh không cần hạ bút cũng được. 5 trừ 3 còn 2. 3y trừ đi âm 4y thành 7y, như vậy là thành 2 cộng 7y. Phương án lựa chọn là phương án D. Được chưa? Đâu có cần phải hạ bút. Rất đơn giản đúng không? Nhắc lại những bạn nào chưa biết, chưa hiểu thì nhớ cho Z2 trừ Z1 Những cái gì không có Y trừ với nhau này 5 trừ đi 3 còn âm 2 này Đấy. 3Y trừ đi âm 4Y thành Đây là dương 2 nhá 5 trừ đi 3 còn 2 nhá Chứ không phải âm 2 đâu Đấy. 3Y trừ đi âm 4Y là thành 7Y Như vậy phương án D Được chưa Đấy. Nó rất đơn giản như vậy thôi Không có gì Thế kết thúc câu hỏi này Câu hỏi tiếp theo Biết tích phân đi từ 0 đến pi của fx dx bằng 2 Giá trị của tích phân đi từ 0 đến pi của 2 lần fx cộng sin x dx bằng bao nhiêu Câu hỏi này quá quen thuộc rồi Những câu cơ bản này Đúng không? Làm đi làm lại nhuyễn lắm rồi Đấy Nhưng mà xin nhắc lại với các em là trong đề thi những câu như thế này Khả năng xuất hiện gần như là chắc chắn Chúng ta phải phải không được phép sai sót nha. Thế thì tính chất tích phân nắm được rồi, tích phân của một tổng bằng tổng tích phân. Bạn nào tốt thì câu này cũng không cần phải hạ bút. Cái này bằng 2 nhân tích phân đi từ 0 đến pi của fx dx, tức là 2 nhân 2 là 4 cộng với tích phân đi từ 0 đến pi của sin x, nguyên hàm của sin là âm cốt, thế cận từ 0 đến pi bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6, phương án lựa chọn là phương án B. Đâu có cần phải hạ bút nếu như kiến thức tốt, tính tốt. Thế còn để ăn chắc thì các bạn cứ nháp cẩn thận ra cái này bằng hai lần tích phân đi từ 0 đến pi của fx dx cộng với tích phân đi từ 0 đến pi của cos x dx À của sin x chứ không phải cos x Tôi chỉnh lại chỗ này thành sin x nhá. Rồi. Thế thì cái này người ta cho bằng 2. Thế thì 2 x 2 là 4 nhá. Cái này tính tay thì tính mà bấm máy thì bấm tùy. Vì nó quá đơn giản cho nên thầy không cần can thiệp nhá Nếu bấm máy thì cái tích phân này nó ra bằng 2 Đấy 2 x 2 là 4 4 cộng 2 là 6 Phương án B Được chưa Thế còn bạn nào tính tay thì tính như sau Nguyên hàm của sin là âm cốt Thế cận từ 0 đến pi Có khi tính tay còn nhanh hơn nhập máy Và thế cận vào cốt của pi Bằng âm 1 Cốt của 0 bằng 1 Như vậy là âm của âm 2 bằng 2 Đấy Tóm lại câu chuyện bấm máy hay tính tay thì không can thiệp Nó quá tầm thường Đấy Cái này tách ra thành tổng hai tích phân và kết quả bằng 6 phương án B Tương tự như thế nếu như trong ngoặc này nó là Tổng ngoặc hiệu của ba hàm Thì cứ tách nó ra thôi và hàm, bốn hàm cũng ạ Cứ tách nó ra Nha Rồi và xin nhắc lại những câu hỏi như thế này không được phép mắc sai lầm, không được phép tính sai để kết thúc câu hỏi này. Chúng ta giải quyết câu hỏi sau đây. Gọi M là điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn, mở ngoặc 1 chữ Y đóng ngoặc nhân Z, trừ đi 1 cộng với 5Y bằng 0. Tọa độ của điểm M là thế nào? Một câu hỏi cũng rất là cơ bản đúng không? Thì trước khi giải câu này thì thầy xin nhắc với các em lý thuyết nhé, nhắc lại thôi. Nếu cái số phức Z mà bằng A cộng B Thì suy ra cái điểm M có tọa độ Hoành độ bằng phần thực Tung độ bằng phần ảo Là điểm biểu diễn Z Đấy Và ngược lại Nếu M có tọa độ AB là điểm biểu diễn số phức Z Thì số phức Z được viết dưới dạng Z bằng A cộng B hai chiều nhá. Nhớ lý thuyết chưa? Đấy. Những cái lý thuyết cơ bản là chúng ta phải hết sức thành thạo. Rồi, thế thì với lý thuyết này thì bây giờ rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ biến đổi Z về dạng A cộng B. Lúc đó chúng ta sẽ xác định được tọa độ điểm biểu diễn. Thế thì biến đổi Z rất đơn giản, rút Z ở đây ra. Z sẽ bằng chuyển vế 1 trừ đi 5Y đúng không? Chuyển cái này sang chia cho một chữ y. Chia hai số phức. Nào, bây giờ các em làm bằng tay cũng được mà làm bằng máy cũng được thì tùy nhá. Bạn nào bấm Casio thì bấm mà bạn nào tính tay thì tính. Thầy không quan tâm đến điều đó bởi vì nó rất là đơn giản. Thế bây giờ nếu tính tay thì các em biết rồi, nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của số phức ở dưới mẫu. Đây là chia hai số phức mà. Như vậy nó bằng 1 trừ đi 5y. Nhân với số phức liên hợp của mẫu là số phức 1 cộng y dưới mẫu là 1 y nhân 1 cộng y trở thành 1 y bình Đấy và bằng nhân ra trên này là 1 này Trừ 5y với lại y là thành trừ 4y này Đấy được chưa Trừ 5y với y nhân với y là thành trừ 5y bình này Chia cho dưới mẫu y bình bằng âm 1 như vậy dưới mẫu bằng 2 này Đúng chưa Và bằng này Y bình bằng âm 1 Chỗ này thành 5 5 với 1 là 6 6 trừ đi 4Y Chia cho Dưới mẫu là 2 Rút gọn chúng ta còn 3 trừ đi 2Y Như vậy Cái số phức Z thỏa mãn phương trình này Chính là số phức Z bằng 3 trừ 2Y Vậy điểm biểu diễn số phức Z Có tọa độ hoành độ bằng 3 Tung độ bằng âm 2 Đúng không? Như vậy nó sẽ là phương án B 3 âm 2 phương án B Thế thôi, rất đơn giản Nhá Đấy. Các phép toán về số vức em phải thuộc Phải làm lao lao ra Cộng trừ nhân chia số vức Nhá Thầy kết thúc câu hỏi này Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi với nội dung sau đây Đường thẳng y bằng x 2 Cắt đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 1 chia x 1 Tại hai điểm phân biệt AB Gọi XA, XB là hoành độ của điểm A và điểm B Giá trị XA cộng XB bằng Hãy chọn một trong bốn phương án Với câu hỏi này Nếu chúng ta nắm chắc lý thuyết Thì trong vòng từ 20 giây đến 30 giây Chúng ta đã chọn ra phương án đúng rồi Đúng không? À, thầy cũng cần nhắc với các em Là khi chúng ta luyện đề Là chúng ta phải hướng tới hai mục tiêu Mục tiêu thứ nhất Là ra soát tổng ôn kiến thức Chúng ta sẽ xem xét rằng với những câu hỏi như thế thì kiến thức chúng ta nắm chắc chưa? Còn yếu chỗ nào? Còn thiếu ở đâu? Để chúng ta bổ sung. Mục tiêu thứ hai là chúng ta sẽ hướng tới tốc độ làm bài. Tuy nhiên, tốc độ làm bài không phải là điều quan trọng nhất. Qua ba cái mùa thi trắc nghiệm vừa rồi, các em thấy về mặt thực tế thì học sinh không chịu nhiều áp lực về mặt thời gian. Đề thi có 50 câu, thì có tới 30 câu là ở mức độ nhận biết thông hiểu Tức là rất dễ và dễ Với 30 câu hỏi đó Học sinh chỉ cần từ 30 đến 45 phút là đã giải quyết xong vấn đề Thế thì còn lại 20 câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao Học sinh còn một nửa thời gian Đúng không? Nếu chia số phút ra thì rõ ràng chúng ta không chịu áp lực về mặt thời gian Đấy Nha Thế thì trong quá trình luyện đề thầy xin nhắc với các em là các em cố gắng dung hòa hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là giả soát tổng ôn kiến thức và mục tiêu thứ hai là cố gắng tối ưu hóa về mặt thời gian. Vì thế thì trong quá trình giải rồi hướng dẫn các em thì thầy sẽ nói sẽ bổ sung. Thế bây giờ trở lại với câu hỏi này. Như thầy đã nói là bạn nào mà nắm chắc lý thuyết rồi thì chúng ta giải quyết câu này rất nhanh chóng. Tuy nhiên ở đây là chúng ta già soát tổng ôn cho nên thầy vẫn không quên nhắc lại lý thuyết đối với những câu hỏi về sự tương giao giữa hai đồ thị nhắc một lần nữa là các em phải thuộc lòng lý thuyết sau đây muốn hai đồ thị y bằng fx và y bằng gx cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì phương trình cho hai y bằng nhau tức là f bằng g phải có bấy nhiêu nghiệm Xin nhắc lại một lần nữa Muốn hai đồ thị của hai hàm số Y bằng Fx và Y bằng gới Cắt nhau tại bao nhiêu điểm Thì phương trình cho hai Y bằng nhau Tức là phương trình Fx bằng gới Phương trình này phải có bấy nhiêu nghiệm Hay nói theo ngôn ngữ khác Thì số giao điểm của hai đồ thị Y bằng Fx và Y bằng gới Sẽ bằng số nghiệm của phương trình Fx bằng gới Đấy, cái phương trình này người ta gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị này và nhớ hoành độ giao điểm của hai đồ thị fx và g(x) thì chính là nghiệm của phương trình fx bằng g(x) nhớ chưa nhắc lại nghiệm của phương trình fx bằng g(x) chính là hoành độ của các giao điểm của hai đồ thị này thì với lý thuyết này thì quá đơn giản thôi giả thiết người ta cho là hai đồ thị y bằng x 2 và y bằng 2x cộng 1 chia x 1 cắt nhau tại hai điểm phân biệt AB. Vậy thì có nghĩa là hoành độ điểm A và hoành độ điểm B phải là nghiệm của phương trình cho hai y bằng nhau. Đúng không? Đây, cho hai y bằng nhau này, x 2 tôi nháp nhanh chóng này bằng 2x cộng 1 chia x 1. Đấy. Hoành độ của điểm A và hoành độ điểm B phải là nghiệm của phương trình này. Theo đúng lý thuyết. Và quy đồng bỏ mẫu lên, quy đồng lên nhân lên chúng ta có x bình này đấy trừ 2x với trừ x là trừ 3x này âm 1 với âm 2 là thành cộng 2 này bằng này bên phải là 2x cộng 1 chuyển vế rút gọn chúng ta có x bình phương trừ đi 5x cộng 1 bằng 0 đấy phương trình này tương đương với phương trình này Thế thì hoành độ của điểm A và điểm B là nghiệm của phương trình này tức là nghiệm của phương trình này Thế thì tổng hai nghiệm x A, x B Lúc này chúng ta lợi dụng VS chúng ta có kết quả ngay chứ không cần phải tính tường minh hai nghiệm ra làm gì đúng không? Thế thì xA cộng xB tổng hai nghiệm. Ở đây thì chúng ta đọc ngay xA cộng xB là trừ B trên A bằng 5. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn ngay được phương án A rồi. Nhanh chóng ra phương án A. Đúng không? Tới ba thầy ghi rõ này. xA cộng với xB sẽ được tính bằng trừ B trên A. B là âm 5, A bằng 1. Trừ của âm 5 trên 1 tức là bằng 5 rất nhanh chóng có lẽ chỉ 20 giây là cùng nếu cứ miệng mài mà nháp lý thuyết ở trong đầu rồi và chỗ này thì thầy cũng tin rằng có nhiều em là định lý vs còn đang lúng túng nha thế thì để cho chắc chắn kiến thức thì thầy nhắc thêm định lý vs này vs định lý nha nếu phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 Ở đây nhớ là A khác không Có hai nghiệm x1 x2 Thì Tổng hai nghiệm Tức là x1 cộng x2 Sẽ được tính bằng công thức Âm B chia A Đấy Thế còn tích hai nghiệm Tức là x1 nhân x2 Thì sẽ được tính bằng C chia A Đấy, đây là định lý VS lớp 10 Thế thì trở lại đây nhá Hoành độ điểm A và hoành độ điểm B Này, hoành độ của AB này. Chính là nghiệm của phương trình này Đấy Thế thì tổng hai nghiệm XA cộng XB sẽ được tính bằng âm B trên A Ở đây B bằng âm 5, A bằng 1 Đấy, chúng ta có kết quả bằng 5 Và phương án lựa chọn là phương án A Nhớ chưa? Đấy, thế thì qua cái câu hỏi này Thì thầy đã củng cố cho các em Thứ nhất, lý thuyết về sự tương giao giữa hai đồ thị và cái lý thuyết về sự tương giao giữa hai đồ thị Nó còn áp dụng rất nhiều cho các câu hỏi khác Nằm trong một cái đề thi Đấy, Trong đề thi có 3 đến 4 câu hỏi Liên quan đến câu chuyện sự tương giao giữa hai đồ thị Liên quan đến câu chuyện hoành độ giao điểm Nha Rồi thầy kết thúc câu hỏi này